Máy móc tiến hóa chương 323 đối mặt với trí não hai. Thậm chí cũng không cần dụng cụ thăm dò cũng có thể nhìn thấy xung quanh từng vòng gợn sóng mắt thường đang khuếch tán ra toàn bộ khu A. Dưới ảnh hưởng của luồng gợn sóng này, trên mặt một số người thức tỉnh thấp dần dần lộ ra vẻ mặt mê mang trong đầu trở nên hỗn loạn. Thật giống như có một giọng nói ôn nhu vang lên trong đầu bọn họ, làm cho bọn họ lâm vào trạng thái mộng du. Bùng. Đột nhiên các khối máy móc tan rã làm lộ mô tế bào thần kinh bên trong. Trong đội ngũ Lâm Dạ chỉ cảm thấy đầu thoáng hiện lên một tia điện, hình ảnh trước mắt đã theo đó biến thành cảnh tượng giống như nằm mơ. Chẳng qua giấc mộng này cực kỳ chân thật, giống như là trích xuất tin tức bọn họ lưu trữ trong tế bào thần kinh rồi hình thành hình ảnh trong đầu bọn họ, có loại cảm giác nhập vai. Lâm Dạ vốn định trực tiếp phá vỡ trạng thái giấc ngủ tỉnh táo lại, nhưng một giây sau hắn đột nhiên dừng lại. Anh, chúng ta trở về rồi dưới ánh hoàng hôn hai lớn một nhỏ ba thân ảnh tay trong tay đang chậm rãi đi về phía hắn phía sau hắn vốn trống rỗng cũng nhanh chóng biến thành một sân vườn thuộc nơi hắn từng sống rất nhiều năm rõ ràng hắn biết là giả nhưng vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn ba gương mặt gần như đều sắp quên mất diện mạo tầm mắt bất tri bất giác trở nên mơ hồ làm sao vậy đứng ngẩn người ở đó làm gì người phụ nữ đến với anh ta và hỏi với giọng nói nhẹ nhàng nhất trên thế giới không có chờ mọi người trở về thôi lâm dạ miễn cưỡng nặng ra một nụ cười hì hì anh trai nhất định là chờ quá lâu nên đói bụng đi không nổi rồi đúng không cô gái nhỏ giữa hai người cười hì hì nói nếu đói bụng thì mau trở về nấu cơm đi hôm nay cha mua rất nhiều đồ ăn ngon người đàn ông uy nghiêm lại sủng nịch sờ sờ đầu lâm dạ sau đó ông ta xách theo một đống đồ đặt đi vào trong cửa bắt đầu bận rộn ở trong nhà tất cả đều giống như trong trí nhớ không có chút thay đổi nào lâm dạ đứng bên cạnh yên lặng nhìn bóng dáng bận rộn của ba mẹ bộ dáng vui vẻ nghịch ngợm của em gái không nói một lời thật giống như muốn thắt sâu một màn này vào trong đầu một lúc lâu sau người phụ nữ chú ý đến biểu hiện khác nhau của hắn không thể không tò mò hỏi sao vậy trong con buồn bã thế đã xảy ra chuyện gì sao lâm dạ trầm mặt một lát lại nhìn hoàn cảnh xung quanh quen thuộc rốt cục mở miệng. Con có thể phải rời khỏi nơi này một thời gian, không thể ở bên cạnh mọi người nữa. Như vậy, người phụ nữ lông mày nhíu chặt thì thầm. Nhưng ngay khi lâm dạ cho rằng bà ấy sẽ ngăn cản mình thì bà lại đột nhiên cười ngẩn đầu. Đi đi, bây giờ con cũng đã trưởng thành, luôn có lúc phải rời khỏi nhà, trong nhà có mẹ, ba và em gái, rảnh rỗi nhớ trở về xem một chút là được. Dưới nụ cười ôn hòa phủ đầy nếp nhăn đầy buồn bã nhưng không thể che giấu tình yêu sâu sắc trong mắt anh anh phải đi sao em gái ở bên cạnh nghe được bọn họ nói chuyện miệng lập tức sụi xuống cha cũng đi ra khỏi nhà bếp với một cái xẻng xào trên tay từng anh phải đi có thể rất lâu nữa mới có thể trở về mọi người phải chăm sóc bản thân thật tốt lâm dạ yên lặng đi lên trước ôm từng người lại quỳ xuống dập đầu với ba mẹ rồi dứt khoát đứng dậy rời khỏi bước ra khỏi cái sân không lớn không nhỏ này trong phút chốc hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ giấc mộng sắp tỉnh ý thức dần dần trở về bản thể ngươi thật sự muốn trực tiếp rời khỏi như vậy sao lúc này một giọng nói tràn ngập mê hoặc vang lên bên tai hắn chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại có thể ở đây vượt qua bất kỳ nhân sinh nào ngươi muốn hơn nữa sẽ không cảm nhận được chút thống khổ nào thật và giả thì có gì khác nhau không thể không nói năng lực mê hoặc của trí não này thật đúng là không phải mạnh bình thường nếu không phải ý chí của lâm dạ kiên định thì sợ là sẽ không nhịn được sẽ lựa chọn ở lại lựa chọn sống cả đời không có thống khổ nhưng giả dạ là giả dạ, những gì đã mất đi sẽ không bao giờ có thể trở lại được lâm dạ một chân bước ra hình ảnh trước mắt dần dần biến mất rốt cuộc hắn hoàn toàn tỉnh táo lại nhìn thoáng qua xung quanh những người khác đã sớm nằm xuống một mảnh vẻ mặt giống như là mơ mộng lộ ra nụ cười thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cười trộm cảnh tượng cực kỳ quỷ dị nhưng mà cũng có một bộ phận người ý chí kiên định không bị mê hoặc vừa tỉnh táo đã phản xạ có điều kiện lui về phía sau phòng ngừa bị đánh lén nhưng mà một giây sau vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên chỉ thấy trí não trên đỉnh tòa nhà kia đã hoàn toàn tránh thoát trói buộc của khối máy móc tế bào thần kinh múa đầy trời mở rộng ra gần như bao phủ cả bầu trời nơi bọn họ đang ở hình thành một mạng lưới tin tức khủng bố lại giống như một gốc đại thụ trong suốt này mau tỉnh lại ngủ tiếp sẽ chết ở đây những người thanh tỉnh liều mạng lắc lư đồng bạn bên cạnh muốn đánh thức bọn họ dậy nhưng lúc này mọi người lại giống như là người chơi nghiện trong trò chơi ảo không muốn đi ra chỉ muốn đắm chìm trong mộng tưởng hư cấu kia vèo đột nhiên tiếng phá không ập đến một đạo tế bào thần kinh đuôi đột nhiên hạ xuống trong nháy mắt cắm vào trong cổ một người trong đó nhanh chóng rút ra máu của hắn hội tụ vào trí não nhưng người nọ lại không hề phát hiện, vẻ mặt tươi cười vẫn đắm chìm trong giấc mộng đẹp, đợi đến khi bị rút thành một cái xác khô thì nụ cười rốt cục cũng ngưng động trên mặt, không có chút thống khổ nào mà chết đi. Tiếp theo lại là từng đạo tiếng phá không vang lên, lượng lớn tế bào thần kinh không ngừng rơi xuống lấy đi sinh mệnh của những người khác. Một đạo trong đó thậm chí còn ép thẳng vị trí của Lâm Dạ. Hừ. Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng sẽ không sơ suất như thẩm hạt lúc trước trực tiếp rút ra kiếm năng lượng chém đứt xúc tu sau đó điều khiển người máy vũ trang phóng lên trời hắn rất rõ ràng tình huống trước mắt muốn đánh thức tất cả mọi người một lần nữa là không thể nào bởi vì hắn vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ muốn tỉnh táo lại cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ nếu không muốn chết thì nhanh chóng công kích bản thể của nó quay đầu hô to một tiếng hướng những người tỉnh táo sau đó hắn bộc phát toàn bộ năng lượng hóa thành một đạo lưu quang lướt lên trời cao lao thẳng đến bản thể của trí não cảm nhận được hắn đến gần xung quanh tế bào thần kinh của trí não cũng nhao nhao thay đổi phương hướng bay về phía hắn tăng cường nhận thức ánh mắt lâm dạ ngưng tụ tất cả cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt chậm lại thậm chí mơ hồ nhìn thấy quỹ tích chuyển động tiếp theo của xúc tu tế bào thần kinh trong một trận di chuyển trái phải rất nhanh đã tránh được công kích bay lên đỉnh tòa nhà những người khác thấy thế trong lòng đều chấn động nhao nhao đứng dậy cầm lấy vũ khí nhanh lên mau công kích bản thể trí não toàn lực yểm hộ đại chiến hết sức căng thẳng giữa đại quân người sống sót và trí não dưới sự yểm hộ hỏa lực của đông đảo người tỉnh táo lâm dạ điều khiển người máy vũ trang né tránh trái phải trên không trung tránh được công kích của tổ chức tế bào thần kinh chỉ vài phút cũng đã bay đến gần bản thể của trí não lưỡi dao sắc bén trong tay vung lên chém đứt toàn bộ xúc tu vây quanh mà dưới sự tăng cường cường hóa cảm giác, hắn trực tiếp kháng lại sự quấy nhiễu của trí não, động cơ nổ vang, cùng bạo đi đến bản thể. Chết cho ta! Một tiếng quát vang vọng bầu trời, mang theo khí thế cường đại chưa từng có, toàn bộ rót năng lượng vào kiếm trong tay. Tuy nhiên, ngay khi thân kiếm sắp cắm vào bản thể của trí não thì vô số tổ chức tế bào thần kinh đột nhiên nhanh chóng hội tụ, hóa thành bộ dáng cha mẹ lâm dạ còn có em gái, trắng trước mặt hắn, vẻ mặt lâm dạ bình tĩnh động tác cũng chỉ dừng lại một chút đã im lặng chém trường kiếm xuống trong nháy mắt xuyên qua thân thể ba người hung hăng cắm vào trong bản thể trí não trong phút chốc gợn sóng khủng bố bộc phát từ trung tâm trí não thoáng cái đánh lâm dạ bay ra ngoài dư quan liếc về phía ba bóng người kia khuôn mặt giống như mang hàm ý cười phất tay chào tạm biệt hắn sau đó dần dần tiêu tán trên không trung những người khác đang yểm hộ nhìn thấy cảnh tượng này lại kích động lên Bọn họ trên đường đã nỗ lực trả giá nhiều như vậy, rốt cục thuận lợi giải quyết được tai họa ngầm lớn nhất này sao? Cẩn thận, nó còn chưa hoàn toàn phân rã. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô to vang lên. Quân Minh hôn mê trong xe bọc thép tỉnh lại, cầm thiết bị phát hiện sinh mệnh trèo lên nóc xe. Vẻ mặt lâm dạ biến đổi, lần nữa nhìn về phía bản thể trí não, quả nhiên phát hiện chỉ có một bộ phận tổ chức bị hỏng, còn lại giống như là sinh vật phát cuồng bột phát ra từng vòng gợn sóng khủng bố. Năng lượng khổng lồ giống như sóng siêu âm, khiến những người phía dưới đều ôm đầu thống khổ ngã xuống đất, liều mạng giải dụa trên mặt đất. Ngay cả độ thức tỉnh 100% của lâm dạ cũng bị ép đến khó có thể tới gần nửa phần, vất vả lắm mới ổn định thân hình trên không trung. Đây là chuyện gì vậy? Hắn quay đầu lại nhìn về phía U Minh. Tế bào thần kinh phân rã đã, đã phóng thích ra toàn bộ năng lượng sinh vật nó cất giữ, tương đương với kích nổ hạch tâm người máy hiện tại đi lên sẽ rất nguy hiểm hôn minh nằm sấp trên nóc xe gian nan nói đồng thời ngón tay nhanh chóng thao tác trên máy tính những thứ như thế này đặt trong cơ thể con người thường được gọi là phóng điện kích thước quy lực gần như không đáng kể nhưng trí não lại không giống vì nó thậm chí có cả mô tế bào trên người quái vật hành tinh kia lớn đến thái quá quá trình phát điện thông thường xuất hiện trên nó đối với con người nhỏ bé mà nói là một thảm họa nếu đứng quá gần thậm chí sẽ xuất hiện nguy cơ teo sợi thần kinh hoại tử cơ bắp đám người phía dưới nếu không tỉnh lại sợ là có hơn phân nửa sẽ gặp tai nạn quả nhiên mới chỉ trong chốc lát nhóm người cách trí não gần nhất cũng đã thất khiếu chảy máu cơ bắp trên người nhanh chóng teo lại sợi thần kinh toàn thân đều phân trả dưới cổ năng lượng cộng hưởng này hơn nữa còn có xu hướng lan tràn ra bên ngoài nếu toàn bộ chết ở đây vậy thì bọn họ đừng hòng khống chế căn cứ tinh vòng liên bang trong thời gian ngắn rồi chạy trốn có biện pháp giúp ta tạm thời làm suy yếu năng lượng này không lâm dạ quay đầu lại hô to ngươi muốn xông lên à Ung minh khiếp sợ nhìn hắn thoáng cái đã đoán được tính toán của hắn nhìn thoáng qua mọi người đang chết dần chết mòn cuối cùng hắn cắn răng nói có nhưng nguy hiểm rất lớn thất bại ngươi cũng đừng trách ta bất nói nhảm trực tiếp làm đi động cơ sau lưng lâm dạ nổ vang chuẩn bị tiến công lần nữa khuôn minh nhìn hắn một cái không nói gì gian nan bò trở vào trong xe từ lúc đội ngũ vừa mới chiến đấu hắn vẫn luôn thử xâm nhập hệ thống khống chế trí não hơn nữa dựa theo thời điểm lâm dạ làm trọng thương trí não nắm lấy cơ hội thành công phá vỡ phong tỏa nhưng chỉ thiếu một bước cuối cùng hiện giờ thấy lâm dạ ý đã quyết hắn cũng không do dự nữa mà thao tác một trận sau đó đột nhiên ấn nút đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bùng sóng điện vô hình khuếch tán ra ngoài từ trung tâm xe bọc thép của hắn xâm nhập vào toàn bộ mạng lưới khu a những máy móc vốn đã ngừng hoạt động nhận được tín hiệu này cũng lần lượt chuyển động ngay cả thiết bị máy tính trong các tòa nhà cũng tự động bật máy tiến hành đại lượng tính toán độ chính xác cao đúng vậy đây chính là kế hoạch của u minh sử dụng toàn bộ sức tính toán tích lũy của toàn bộ khu vực a để tiêu hao năng lượng phát ra của trí não, từ đó đạt được hiệu quả làm suy yếu nó. Sự thật chứng minh, ý nghĩ điên rồ này của hắn đã vô cùng thành công. Ngắn ngủi nửa phút mà trí não khuếch tán ra năng lượng đã dần dần yếu đi, bị lỗ hổng phép tính khổng lồ này cắn nuốt, làm cho nó rung rẩy kịch liệt trên không trung. Chính là lúc này. Cung Minh vương đầu ra ngoài cửa sổ hô to một tiếng. Dây tiếp theo, dưới chân lâm dạ đột nhiên bộc phát, phá thành một đạo tàn ảnh lướt về phía bầu trời. Giống như cầu vòng thẳng tắp gặp phải bản thể trí não, đồng thời năng lượng hạt khủng bố hội tụ lại trong hạch tâm trước ngực người máy, một đầu đụng vào trong bản thể trí não. Trong phút chốc ánh sáng hội tụ, bản thể trí não giống như bóng bay sắp nổ nhanh chóng bành trướng. Ầm. Uhm. Ầm. Uhm. Năng lượng như muốn phá hủy trời đất trong nháy mắt nổ tung bao trùm toàn bộ trung tâm khu 1, làm cho tất cả mọi người bất kể ngủ say hay tỉnh táo phía dưới đều bay ra ngoài ngay cả tòa nhà trung tâm khống chế cũng bị nổ đến ầm ầm sụp đổ làm cho căn cứ tinh vòng liên bang cũng chấn động kịch liệt theo cho dù cách mấy khu vực cũng có thể cảm nhận rõ ràng mà ở trung tâm nổ tung có một bóng người bay ngược ra ngoài vất vả lắm mới rơi xuống đỉnh một tòa nhà xa xa đụng sập một mảnh tường khó khăn lắm mới có thể ngăn được thân hình chính là lâm dạ trên đường phi hành đã thoát khỏi người máy trùng kích khủng bố như thế cho dù thân thể hắn cường hãn như hắn cũng cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn, thân thể giống như muốn tan rã. Nhưng mà thành quả cũng làm hắn vô cùng mừng rỡ. Dưới vụ nổ mạnh này, bản thể trí não rốt cục bị nổ thành tro bụi, tế bào thần kinh múa đầy trời kia cũng dùng tốc độ mắt thường nhìn được suy bại xuống, không còn khả năng sống sót. Thành công. U Minh kích động đến mặt đỏ bừng, cả người như không còn sức lực ngồi xuống. Những người khác thì từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, chấn động nhìn tất cả trước mắt. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu mảnh từ trên mặt đất bò dậy mờ mịt nhìn xung quanh, vội vàng lau nước miếng trên khóe miệng. Nhìn thấy bộ dáng lòng lớn này của hắn, quân minh ở bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn. Trí não đã bị lâm dạ hủy diệt, ngươi ngược lại ngủ rất ngon, sao không dứt khoát ngủ đến chết đi? Nói gì vậy? Trí não bị đại ca hủy diệt. Trong lòng Triệu Mảnh còn có một đám đội viên vừa mới tỉnh lại chấn động, vội vàng nhìn về phía bầu trời cao, quả nhiên đã không còn bóng dáng của trí não. Cả đội ngũ đầu tiên yên tĩnh một lát, tiếp theo đột nhiên bộc phát ra một mảnh hoang hô kịch liệt, thoáng cái trở nên náo nhiệt. Sau khi biết được chuyện này, mấy vị lãnh đạo khác mặt lộ vẻ xấu hổ. Không ngờ vào thời điểm mấu chốt này, mình lại hết lần này tới lần khác trầm mê trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Nếu không phải có lâm dạ ở đây thì chỉ sợ vừa rồi bọn họ đã phải chết ở đây. Nào còn không biết xấu hổ nhàn rỗi, lập tức bắt đầu dẫn người cứu chữa người bị thương, kiểm tra tổn thất. Một số người xông vào trung tâm điều khiển để đảm bảo rằng bộ não trí tuệ đã bị phá hủy hoàn toàn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Sau khi lâm dạ trở lại mặt đất, triệu mảnh và một đám tiểu đội trưởng nhất thời vây quanh. Không sao, chỉ bị thương một chút mà thôi. Lâm dạ khoát tay, nhìn về phía đội ngũ đã tập kết lại. Thống kê nhân số thế nào rồi? Tổng cộng có bao nhiêu người chết? Đã thống kê xong, tổng thất 157 người, bị thương rất nhiều, ít nhất hơn một nửa, có thể trong thời gian ngắn không thể hành động. Triệu Mảnh thấp giọng nói. Nhiều như vậy à? Lâm dạ nhíu mày, với tình huống hiện tại của bọn họ chỉ sợ rất khó đi trợ giúp các khu vực khác. Ngay cả bọn họ bên này cũng cố hết sức như vậy, còn lại hai khu vực trí não thật sự có thể thành công bắt được sao nếu hai khu vực của b và c tấn công thất bại họ sẽ phải xem xét đến chuyện tồi tệ nhất liên hệ với đội ngũ của hai khu lớn khác chưa hắn hỏi một lần nữa vẫn chưa nhân viên phụ trách thông tin ở xa xa đáp lại sau khi lên đến căn cứ tin vòng liên bang thì tín hiệu truyền đi đã bị trí não bên kia quấy nhiễu chỉ biết hiện tại bọn họ đã xuất phát đến trung tâm như vậy Lâm dạ cúi đầu trầm tư. Đại ca, nếu bọn họ không đánh hạ được trí não thì chúng ta nên làm gì đây? Triệu mảnh ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Cái miệng quả đen này của ngươi không thể nói một chút chuyện tốt sao? Cung Minh thật sự phục lão triệu này. Cũng không phải không thể nào này. Lâm dạ gật đầu, vẻ mặt càng nghiêm trọng. Lấy tình huống hiện tại của chúng ta, muốn chạy tới thì có lẽ đã không còn kịp rồi, việc cấp bách trước mắt chính là nhanh chóng chữa trị khu a làm tốt biện pháp ứng phó và kiên nhẫn chờ đợi kết quả bên kia nếu đã như vậy trung tâm điều khiển bên này giao cho chúng ta đi chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục hoạt động cơ bản của khu a ung minh chủ động gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất dứt lời mấy vị lãnh đạo khác cũng đi tới chúng ta bên này có không ít nhà nghiên cứu để cho bọn họ cùng nhau qua hỗ trợ như vậy hẳn là sẽ nhanh hơn một chút Lâm Dạ nhìn bọn họ một cái, gật đầu. Được, cứ làm như vậy đi, thuận tiện thông báo cho người ở từng khu vực có thể bắt đầu chuẩn bị. Công tác sửa chữa thiết bị lá trắng giao cho chúng ta. Vậy chúng ta đi xem thang máy vũ trụ bên kia cắt đứt thế nào rồi. Ta phụ trách kiểm tra năng lượng. Ta phụ trách sửa chữa mạch điện. Trong từng tiếng hô to, các đội ngũ dưới sự dẫn đầu của đội trưởng nhanh chóng tản ra ngoài, bắt đầu bận rộn khắp căn cứ. Tất cả mọi người đều có cùng chí hướng và một mục tiêu mà cố gắng. Bất kể lúc trước bọn họ có khúc mắc thù hận gì cũng đều vào giờ khắc này tan thành mây khói, hướng tới cuộc sống tự do sắp tới. Tuy nhiên, những gì họ không biết là lúc này trong hai khu vực lớn của khu B khu C đang tiến hành một hồi khổ chiến. Nhanh lên. Mang trọng hỏa lực lên, phía trước sắp không ngăn được rồi. Cẩn thận trên trời, quái vật kia sắp tới rồi. Đoàn trưởng nếu cứ tiếp tục như vậy các huynh đệ sẽ không chịu nổi. Xông lên. Liều mạng xông lên cho lão tử. Tiếng gầm giận dữ không ngừng vang lên trung tâm khu B01. Vô số người sống sót cũng điên cuồng phát động tấn công trung tâm khống chế và những cổ máy bạo động bao vây. Trí não bên này không biến dị triệt để như khu A, nhưng cũng đạt tới quy mô vô cùng khủng bố, số lượng máy móc thông minh lại nhiều gấp đôi cho dù bọn họ tập kết mấy trăm ngàn đại quân từ hai bên tấn công thì đều bị máy móc không ngừng xuất hiện ngăn cản, thương vong nặng nề. Mà người đàn ông dẫn đầu rõ ràng là quân đoàn trưởng bộ đội người máy, lúc này cả người đã đầy máu tươi, đang chỉ huy chiến đấu. Nhưng bất kể bọn họ có tấn công như thế nào thì cũng bị ngăn cản ở ngoài cửa, không thể tới gần trí não, cho nên mới tạo thành bộ dáng này hiện giờ. Đoàn trưởng, chúng ta rút đi. Mắt thấy công kích lâu không được, người tổn thất càng ngày càng nhiều phụ tá bên cạnh rốt cục lớn tiếng hô rút lui chúng ta có thể rút lui đi đâu quân đoàn trưởng vẽ mặt trầm xuống trong mắt tràn đầy bất khuất không phải là hắn không muốn lui mà là bọn hắn đã không còn đường lui bởi vì một khi tấn công thất bại chờ đợi cho hắn chỉ có số phận diệt vong thay vì ngoan ngoãn chờ chết thì thà buông tay đánh một trận mắt thấy tất cả mọi người chịu sự khống chế của trí não khuếch tán ra sóng điện não mạnh mẽ không cách nào tới gần quân đoàn trưởng có thức tỉnh ghen cao nhất rốt cục đưa ra quyết định điều khiển người máy vũ trang dứt khoát lao ra khỏi đội ngũ đoàn trưởng phụ tá phản ứng lại kinh hô to muốn tiến lên ngăn cản đã muộn rồi từ giờ trở đi ngươi chính là đoàn trưởng chi bộ đội này người đàn ông ném xuống một câu rồi lập tức phá vòng vây cố nén đau đớn như muốn nổ tung trong đầu vọt về phía trí não ở phía sau ầm ầm cả căn cứ hung hăng chấn động Sĩ quan phụ tá và mấy vị đội trưởng khác vừa mới đuổi theo thì đã bị sóng khí khủng bố đẩy ra ngoài, ánh mắt sớm đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Đợi đến khi bọn họ lần thứ hai từ trên mặt đất bò lên thì nhất thời cắn nát môi rống giận lên tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tấn công toàn diện. Xông lên. Giết. Lão đại nhận được tin tức truyền đến từ khu B. Trong khu A01 sau hơn nửa giờ chờ đợi thì nhân viên phụ trách nhận lấy tin tức cuối cùng đã xúc động đứng dậy. Có tin tức rồi. Bọn họ nói gì? Lâm Dạ còn có mấy vị lãnh đạo khác đang thương nghị sự tình nhau nhau tụ tập lại đây. Bên kia gửi tin nhắn tới, đã thành công chiếm lĩnh trung tâm khống chế và cũng phá hủy trí não, hiện tại đang làm công tác khắc phục hậu quả. Được rồi. Tốt lắm. Mọi người nghe vậy nhất thời nắm chặt nắm tay, vui sướng tràn đầy trong lời nói. Bọn họ cũng không ngờ khu B lại có thể thành công nhanh như vậy, cứ như vậy thì cũng chỉ còn lại bên phía khu C. Tiếp tục liên lạc với khu C, vừa có tin tức lập tức thông báo cho ta. Vâng. Nhân viên trả lời một tiếng thì một lần nữa gửi tín hiệu ra bên ngoài, cố gắng liên lạc với đội ngũ khu C. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ chờ đợi vẫn không nhận được trả lời. Trong lúc đó, thậm chí Lâm Dạ còn bảo đội ngũ ở khu D đến khu C kiểm tra, đều không có tin tức gì giống như đá chìm đáy biển vậy. Xem ra bên phía khu C đã xảy ra chuyện rồi. Một vị lãnh đạo trong đó trầm giọng nói. Thời gian dài như vậy mà vẫn không có tin tức, chỉ sợ đội ngũ bên kia đã lành ít dữ nhiều, tình huống bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra. Các ngươi mau xem. Cái gì vậy? Lúc này, trong đội ngũ nhất lên một mảng lớn kinh hô, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía mặt ngoài tinh cầu. Chỉ thấy trong một trận ầm ầm vang dội, phía trên nam bắc bán cầu phân biệt nứt ra một thung lũng khủng bố thủy triều màu đen mãnh liệt từ trong đó điên cuồng xuất hiện hội tụ về phía căn cứ tinh vòng liên bang không tốt đó là sinh vật biến dị rất nhiều sinh vật biến dị chúng nó đang chạy tới bên này nhanh nhanh khởi động hệ thống phòng ngự của căn cứ trong nháy mắt toàn bộ căn cứ tinh vòng liên bang lâm vào trong một mảnh rối loạn trên mặt mọi người đều mang theo vẻ sợ hãi bởi vì những sinh vật biến dị kia thật sự quá nhiều, đen kịp liên tục thành một mảnh, gần như dốc toàn lực mà lao ra. Quan trọng hơn là, có thể một lần sử dụng nhiều sinh vật biến dị như vậy phát động tấn công, không cần nghĩ cũng biết chính là quái vật kia đã hoàn toàn tỉnh lại. ầm ầm Tiếng đổ đinh tai nhức ốc vang vọng trên bầu trời liên bang tinh hoàng. Trải qua nửa ngày ấp ủ thì cuối cùng núi sông cũng bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ tinh cầu đều chấn động kịch liệt cảnh tượng như muốn phá hủy trời đất kia làm cho lâm dạ không khỏi nhớ tới lúc mình thức tỉnh 50%, nhìn thấy ký ức của viễn cổ long thú. Cũng giống như bây giờ, núi sông đảo ngược, vạn vật bị tiêu diệt. Sự xuất hiện của cảnh này cũng đại diện cho cái chết đến ngược của nền văn minh nhân loại sắp bắt đầu. Mau mau, đường dây năng lượng bên kia xảy ra vấn đề, mau kêu người theo ta đi sửa chữa. Trên đường phố căn cứ khu A01, những người sống sót loạn thành một đoàn, tràn đầy vẻ lo lắng. Thiết bị liên lạc dùng để liên lạc với khu vực khác lại càng bị trực tiếp nổ tung, không ngừng gửi tin tức khẩn cấp cầu viện. Lâm Dạ, hệ thống cung cấp năng lượng cho lá trắng của khu 1 và khu vực xung quanh xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng, phải mất một chút thời gian mới có thể sửa xong. Bên trong máy thông tin vang lên giọng nói đầy lo lắng của Uông Minh. Mất bao lâu? Vẻ mặt Lâm Dạ trầm xuống, nhìn thoáng qua sinh vật biến dị như thủy triều càng ngày càng gần kia. Các khu vực khác còn dễ nói, bởi vì chiếm lại tương đối sớm nên các loại thiết bị cơ bản đều đã được sửa chữa xong nhưng khu một bên này lại vừa mới chấm dứt chiến đấu căn bản chưa kịp sửa chữa có lẽ bên phía khu b cũng là như vậy một khi bị những sinh vật biến dị kia phá vỡ lỗ hổng lấy chút người này căn bản không thể nào ngăn cản đến lúc đó tất cả cố gắng đều sẽ tiêu tan toàn lực tu sửa ít nhất phải mất nửa giờ quân minh nhanh chóng đưa ra đáp án nửa tiếng sau được Ta sẽ dẫn mọi người cố gắng tranh thủ thời gian. Kế hoạch bây giờ, bọn họ chỉ có thể tận khả năng ngăn cản những quái vật kia trùng kích lên, tranh thủ thời gian cho đội ngũ sửa chữa. Nhưng với hỏa lực hiện tại của bọn họ, chỉ sợ kiên trì không được nửa giờ, bởi vì những quái vật kia sắp tới rồi. Lâm huynh đệ, người của chúng ta vừa mới xem qua, những người máy sinh vật còn lại vẫn có thể điều khiển. Lúc này, mấy vị lãnh đạo khác từ xa vội vàng chạy tới rõ ràng điều khiển người máy sinh vật vừa mới chiến đấu lưu lại. Còn có thể điều khiển. Trước mắt lâm dạ sáng ngời, hắn còn tưởng rằng những người máy này sẽ hư hại khi trí não biến mất, không ngờ sau khi mất đi khống chế trí não lại còn có thể hoạt động bình thường. Phải biết rằng người máy sinh vật còn lại ở mấy khu vực xung quanh cho dù không đến 100.000 cũng có 60.000, hơn nữa cơ bản đều là người máy cao cấp do bộ đội người máy để lại. Mặc dù so với sinh vật biến dị vô cùng vô tận còn có chút không đủ nhìn, nhưng có thể tăng lên thật lớn cho chiến lực của bọn họ. Lâm Dạ không do dự, lập tức nói: "Được, ta lập tức kêu mọi người đi tìm những người máy sinh vật còn lại, có thể thành công chạy trốn hay không thì phải xem lần này." "Ha ha, không ngờ cuối cùng lại còn có thể điều khiển người máy sinh vật một lần nữa, quả nhiên vẫn là thứ này thuận tay." "Đúng vậy, cũng đã đến lúc chấm dứt một lần với đám quái vật kia rồi." nếu các ngươi sợ hãi thì bây giờ nói còn kịp sao phải sợ nhiều nhất mấy tỷ năm sau lại là một anh hùng thôi trải qua một đường hợp tác chiến đấu này quan hệ của các thủ lĩnh sớm đã trở nên tốt hơn rất nhiều nhao nhao lên tiếng đùa giỡn mọi người bên dưới cũng bị khí thế này cảm hóa cảm xúc vốn bối rối dần dần tiêu tán mà biến thành quyết tâm thề chết bảo vệ nơi này Lâm dạ nói với bọn họ chuyện phím vài câu thì gọi triệu mảnh dẫn theo đội ngũ đến các nơi trong căn cứ tìm kiếm người máy sinh vật còn chưa bị hư hại. Mới chưa tới 10 phút mà một đội ngũ do hơn 10.000 người máy sinh vật tạo thành đã nhanh chóng tập kết, hội tụ lại một chỗ với các đội ngũ khác. Ngay cả lâm dạ cũng điều khiển một người phòng ngự thâm uyên hào, nghiêm túc đứng trước đội ngũ. Tới đây. Cuối cùng. Nương theo một tiếng hô nhẹ, Sinh vật biến dị giống như thủy triều màu đen xông lên không trung, nhanh chóng tới gần căn cứ tinh vòng liên bang bên này. Lá trắng phòng ngự, mở. Các khu vực khác nhau nhau khởi động hệ thống phòng ngự, một lá trắng năng lượng cực lớn xuất hiện ở xung quanh căn cứ, chỉ có khu một cùng với mấy khu vực xung quanh bởi vì còn đang khẩn cấp sửa chữa nên không thể khởi động. Vô số sinh vật biến dị va chạm vào lá trắng, mở ra từng vòng gợn sóng khủng bố khiến đội ngũ canh giữ khu vực nhìn đến kinh hồn bạc vía mọi người nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Nương theo một tiếng hét lớn, mười mấy ngàn người máy sinh vật nhanh chóng bay lên không trung, đội ngũ phía sau nâng đại pháo năng lượng nhắm lên bầu trời. Trống. Tiếng gầm giận dữ vang lên phía chân trời, sinh vật biến dị to lớn rốt cục phát hiện lỗ hổng, mãnh liệt hội tụ đến bên này. Trong nháy mắt, những quái vật phi hành khổng lồ này giống như mây đen, va chạm thật mạnh lên bộ đội người máy trên không trung. Nổ súng. Không chút do dự, bộ đội hỏa lực hạng nặng phía dưới trực tiếp nổ súng vô số đạn pháo laser nổ tung trong đàn quái vật ngăn chặn thế tấn công của chúng lâm dạ còn có mấy vị lãnh đạo khác dẫn đầu bộ đội người máy bộc phát động cơ xông lên chiến đấu kịch liệt với sinh vật biến dị phía trước tiếng nổ và tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi người máy và thi thể quái vật không ngừng rơi xuống toàn bộ bầu trời căn cứ trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn chiến nhanh lên một chút những sinh vật biến dị kia đã tấn công tới rồi. Bên trong trung tâm điều khiển, Quân Minh lo lắng chỉ huy nhân viên bảo trì dưới tay phải tranh thủ thời gian sửa chữa hệ thống phòng ngự khu 1, đồng thời thông qua thiết bị giám sát vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến đấu bên ngoài. Hắn phát hiện mình vẫn còn quá coi thường mức độ hung mảnh của những sinh vật biến dị kia. Không chỉ số lượng nhiều mà ngay cả độ thức tỉnh phổ biến cũng cao hơn bọn họ nhìn thấy lúc trước không ít, cơ bản đều ở trên 50%, cấp quân vương đâu đâu cũng có, thậm chí cấp bá chủ cũng không ít. Lấy trình độ người máy sinh vật do liên bang để lại căn bản không ngăn được nửa tiếng, cho dù có hỏa lực phía dưới trợ giúp thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chặn được hơn 10 phút. Quả nhiên, hắn chỉ vừa nghĩ đến như vậy. Trong đám đại quân sinh vật biến dị mãnh liệt đến, đột nhiên xuất hiện một con mãnh thú cấp bá chủ đã trực tiếp đập nát mấy người máy, xông vào chiến tuyến, xông thẳng vào chiến trường nếu không phải lâm dạ còn có mấy vị lãnh đạo điều khiển người máy cấp quân vương ngăn cản nó thì chỉ sợ nó đã sớm tấn công vào trắng trợn phá hư căn cứ mấy người dốc hết sức cuối cùng mới chém chết sinh vật cấp bá chủ kia nhưng phía trên người máy xuất hiện lượng lớn tổn hại không được những người máy này chỉ có cấp quân vương đối phó với sinh vật có độ biến dị cao hơn quá cố hết sức một người lãnh đạo lớn tiếng nói chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn quất bây giờ họ về cơ bản đã thức tỉnh đến hơn 80%. Nhưng thân thể gập ghềnh chỉ có thể dựa vào người máy còn lại của liên bang, căn bản khó có thể ngăn cản những quái vật tiến công điên cuồng này. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói nửa tiếng đồng hồ sợ là 10 phút cũng không chịu nổi. Ngay cả đội ngũ do các chỉ huy dẫn đầu cũng từng bước lui về phía sau, bị bước đến bầu trời căn cứ không đến trăm thước, không ngừng có người bị giết chết trong miệng quái vật, phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Lâm dạ, chuẩn bị sẵn sàng, ta phải tạm thời tắt hệ thống trọng lực bên này. Đột nhiên, giọng nói của Uông Minh vang lên trên máy thông tin mà Lâm Dạ mang theo bên cạnh. Lâm Dạ đang chuẩn bị nên chiến tấn công thì tiếp theo sửng sốt, lập tức phản ứng lại, quay đầu hô to với đội ngũ phía sau. Chuẩn bị tắt trọng lực, tất cả mọi người ổn định thân thể. Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người đều cả kinh. Phải biết rằng nơi này đã gần không gian, nếu giải trừ trọng lực, làm không tốt thậm chí có khả năng bay ra bên ngoài, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Nào còn dám suy nghĩ nhiều, mọi người vội vàng bắt lấy vật cố định bên cạnh, vững vàng khóa chặt thân thể và vũ khí trang bị. Người máy sinh vật đang kịch chiến với quái vật trên không trung cũng điều chỉnh thân máy, động cơ đẩy tiến về phía ngược lại. Dây tiếp theo. Lực hấp dẫn không còn. Toàn bộ đồ đạc trong khu một chậm rãi bay lên bầu trời, có người còn bay đi ra bên ngoài tinh cầu. May mắn thay, họ đã sẵn sàng và không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Nhưng những sinh vật biến dị kia thì khác. Dưới biến cố bất thình lình, rất nhiều con đều mất thăng bằng va chạm vào nhau. Hơn nữa những con bay nhanh lại càng không khống chế được quán tính một đầu lao ra khỏi tinh cầu, trực tiếp lướt ra ngoài vũ trụ, máu trên người bắt đầu nhanh chóng sôi trào, thân thể bị ép đến vặn vẹo biến dạng, nhao nhao chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đương nhiên mấy người lâm dạ cũng không tốt hơn mấy trọng lực biến mất làm cho oxy nhanh chóng tản mát, hoàn cảnh trong căn cứ cũng trở nên kịch liệt xấu đi, vẻ mặt mọi người tái nhợt. Cứ như vậy liên tiếp qua 10 phút, bộ đội người máy dựa vào thiết bị đẩy đánh bay từng đợt sinh vật biến dị, những người có độ thức tỉnh gen thấp rốt cục cũng sắp đạt tới điểm tới hạn. Khởi động lại trọng lực, khôi phục cung cấp oxy. Hung Minh hô to một tiếng, kêu mọi người khôi phục lại trọng lực. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lần thứ hai truyền đến cảm giác đặt chân xuống đất tất cả sinh vật biến dị bay lên cũng đều xếp chồng lên nhau nhân cơ hội này đám người lâm dạ dẫn theo bộ đội người máy xông lên trắng trợn tàn sát giải quyết toàn bộ sinh vật biến dị đang lâm vào hỗn loạn cuối cùng tranh thủ được cơ hội thở dốc khó có được được rồi toàn bộ hệ thống phòng ngự đã sửa xong giọng nói kích động mà mệt mỏi của ung minh từ bên trong máy thông tin truyền đến đồng thời còn kèm theo tiếng hoang hô của nhân viên bảo trì rút lui. Những người khác yểm hộ hỏa lực. Sau khi biết được chuyện này, mấy vị lãnh đạo lập tức hạ lệnh rút lui, nhau nhau điều khiển người máy bay về căn cứ. Bộ đội phía dưới nhận được mệnh lệnh, hỏa lực hung mảnh phát tiết ra áp chế sinh vật biến dị đang xông lên. Bùng! Lá trắng năng lượng xuất hiện liên kết cùng nhau với các khu vực khác, rốt cục triệt để đóng kín lỗ hổng, ngăn cản tất cả sinh vật biến dị ở bên ngoài. Đợi đến khi xác nhận chúng nó không tiến vào được, mọi người cuối cùng mới thở dài một hơi kiệt sức ngã trên mặt đất chiến đấu ngắn ngủi chưa tới nửa giờ nhưng gần như tổn hại hơn một ngàn nhân thủ bọn họ thương binh lại càng nhiều đếm không xuể may mắn bên u minh phản ứng kịp thời nghĩ đến biện pháp giải trừ trọng lực nếu không thì chỉ sợ số người tổn thất sẽ nhiều hơn đoàn trưởng xảy ra chuyện lớn rồi đúng lúc này một tiếng hô lo lắng vang lên trong khi mọi người đang cứu chữa những người bị thương thì một trong những cấp dưới của một trong những trưởng đoàn vội vã đến trước mặt họ. Khu C, C bên kia vừa mới gửi tin tức, ngài mau xem một chút. Ngươi đang nói gì vậy? Có tin tức từ khu C à? Một đám lãnh đạo đột nhiên đứng dậy, tất cả đều tụ tập lại đây. Lâm dạ đang nghe truyện trên TV audio CV tập kết đội ngũ xong cũng từ xa vội vàng chạy tới. Sau đó nghe cấp dưới mang theo máy thông tin tầm xa, truyền đến một âm thanh đứt quãng. Các vị, khu C bên này tấn công thất bại, đang bị lượng lớn các sinh vật biến dị xâm lược, đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta đã cắt đứt liên lạc khu vực. Không có cách nào để đi thuyền cùng mọi người nữa. Chuyện tiếp theo giao cho các các người. Thất bại. Nghe thấy giọng nói bên trong máy thông tin, trong lòng mọi người chấn động, vẻ mặt vui sướng khi chiến đấu thắng lợi trong nháy mắt đã biến mất, trở nên ảm đạm xuống một bộ phận người càng là nắm chặt hai tay run rẩy cả người bên đó có mấy chục triệu người cùng lúc chết nhiều như vậy bất cứ không ai cũng không thể thờ ơ hơn nữa giữa hai nơi cách nhau mấy chục triệu dặm muốn chạy tới cứu viện căn bản là không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ toàn bộ gặp nạn đáng chết một người trong đó nắm chặt nắm tay phanh một tiếng nện vào xe bọc thép bên cạnh trong lòng bàn tay chảy máu cũng không phát hiện ra chút nào những người khác thì vẻ mặt bi thương nhìn về phía khu c một lúc lâu sau vị lão đại ca lớn tuổi nhất kia mới thở dài một tiếng mở miệng nói các vị bình tĩnh tuy rằng huynh đệ bên kia hy sinh nhưng chúng ta còn phải mang theo phần còn lại của bọn họ mà tiếp tục ầm ầm lời còn chưa dứt một tiếng nổ đinh tai nhất ốc đột nhiên phá tan chân trời toàn bộ tinh cầu và căn cứ tinh vòng liên bang đều bắt đầu chấn động kịch liệt thậm chí trên đường cũng có thể cảm nhận được biên độ vô cùng mãnh liệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có động đất sao? Một trận động đất. Đây chính là ở trên căn cứ tinh vòng liên bang. Trong nháy mắt, đội ngũ sống sót ở các khu vực đều lâm vào trong một mảnh bạo loạn. Càng thêm quỷ dị chính là, những sinh vật biến dị vốn còn đang điên cuồng tiến công xung quanh lá trắng lại giống như chim sợ công cành chạy tán loạn bay trở về mặt đất. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, núi sông trên tinh cầu sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, một thứ lồi lõm cực lớn lao ra từ cực bắc, đứng trên toàn bộ tinh cầu. Lại trực tiếp phá vỡ bầu khí quyển, từ bề mặt tinh cầu kéo dài đến bên ngoài không gian. Đây là con quái vật đó. Mấy vị lãnh đạo lão đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nửa ngã xuống đất. Trên mặt chính là vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, còn cực kỳ không thể tin họ đã nghĩ về cảnh con quái vật thức tỉnh nhưng thật sự khi chính mắt nhìn thấy bản thể gần như có thể so sánh với tinh cầu kia trong lòng bọn họ vẫn nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn làm cho tay chân bọn họ lạnh lẽo cho dù tâm trí lâm dạ cực kỳ kiên định cũng bị kích thước dọa người kia làm kinh hãi đến nói không nên lời mẹ nó căn bản không phải là một con quái vật ẩn nấp trong tinh cầu mà cả tinh cầu này chính là bản thân quái vật kia lục địa bên trên chẳng qua là bụi bặm trên người nó mà thôi. Như thế này sẽ... Sẽ tỉnh lại nhưng vào lúc này sao? Không thể giành chiến thắng, chúng ta đơn giản là không thể chiến thắng loại quái vật này. Ký tức tuyệt vọng bao phủ trong lòng mọi người, trung rẩy nỉ non tự nói. Có người trực tiếp bị dọa đến mức tè ra quần, vẽ mặt một mảnh tái nhật. Nhưng không có người nào cười nhạo bọn họ, mà đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy vị thủ lĩnh cảm nhận được ánh mắt của bọn họ mấy người lâm giả dạ liếc nhau rốt cục trắng răng hạ lệnh thời gian không còn kịp nữa lập tức liên hệ với khu vực khác chuẩn bị nổ tung thang máy là sống hay chết chỉ xem trận đánh cuối cùng này chiến đấu vì sự tiếp tục của nền văn minh chiến đấu và cũng vào lúc này trong lòng mọi người chỉ có một tín niệm đó chính là chạy trốn khỏi nơi này cũng là cho đến giờ khắc này trong cơ thể bọn họ xuất hiện một luồng lực lượng gọi là văn minh hỏa chủng, triệt để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Giống như cảm nhận được khí thế kinh người này, trên cực bắc của tinh cầu đột nhiên truyền đến một tiếng trống giận vang vọng, làm cho tinh cầu và căn cứ tinh vòng liên bang chấn động càng kịch liệt hơn, thậm chí đã sắp đạt tới cực hạn mà lá trắng phòng ngự có khả năng thừa nhận. Âm thanh khủng bố hóa thành sóng âm mạnh mẽ lan rộng ra ngoài, làm cho một số hành tinh gần đó xuất hiện dấu hiệu hơi lệch quỹ đạo đó chính là bản thể của quái vật tinh cầu sao tất cả mọi người chấn động nhìn quái vật khổng lồ xuất hiện ở bắc cực cảm giác máu trong cơ thể đều hoàn toàn đông cứng ngay cả hô hấp thiếu chút nữa cũng quên mất mấy chục triệu năm qua bọn họ và tổ tiên của nhân loại lại có thể sinh hoạt bên ngoài thân thể quái vật này chỉ ngẫm lại cũng làm cho người ta sợ hãi loại quái vật trình độ này đã không phải đơn thuần là nền văn minh của một hành tinh có thể đối phó được mau kêu bọn họ nhanh lên một chút nổ tung tất cả thang máy. Đừng ngẩn người, chuẩn bị khởi động động cơ đẩy, thoát khỏi trọng lực. Trong nháy mắt, mọi người nhao nhao bừng tỉnh lại. Trong từng tiếng hô lo lắng chạy tới các nơi, toàn bộ căn cứ tinh vòng liên bang loạn thành một đoàn. Thậm chí một ít thang máy vũ trụ không cần nổ tung cũng đã theo mặt đất sụp đổ mà nhanh chóng đứt gãy, hóa thành vô số sắt thép rơi xuống mặt đất. Thiếu một bộ phận chống đỡ này, tần suất lắc lư của căn cứ tinh vòng liên bang trở nên mãnh liệt hơn bắt đầu lắc lư trái phải ở phía trên tinh cầu làm cho người phía trên đứng không vững trong góc hai cha con run rẩy ôm nhau tuyệt vọng nhìn cảnh tượng như tận thế trước mắt trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng đinh tai nhức ốc dường như căn cứ có thể rơi xuống mặt đất bất cứ lúc nào trống lúc này lại là một tiếng trống giận vang vọng thắp bầu trời những xúc tu dung nham vương ra ngoài không gian rốt cục hoàn toàn mở ra giống như một chân nhện khổng lồ bao phủ toàn bộ phía trên tinh cầu. Đứng yên một lát, một xúc tu dài nhất trong đó đột nhiên chuyển động, đẩy mây mù và khí quyển vần quanh xung quanh tinh cầu ra, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh kịp, chậm rãi hạ xuống phía căn cứ tinh vòng liên bang. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người cuối cùng đã cảm nhận được quan điểm của con kiến khi họ nghiền nát nó. Thoạt nhìn rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã vượt qua nửa tinh cầu, nhấc lên một mảnh gió lớn kinh khủng, khiến đỉnh đầu bọn họ trong nháy mắt tối sầm lại. Chết tiệt. Mục tiêu của nó là khu vực C. Một vị nhân vật lãnh đạo trong đó vẻ mặt đại biến, lập tức hiểu được vì sao quái vật kia lựa chọn khu C. Bởi vì chỉ có trí não nơi đó không bị phá hủy, mà trí não lại vốn là một bộ phận thân thể của nó, dễ dàng thông qua liên hệ này để định vị căn cứ. Cho dù mắt còn chưa mở ra cũng đã có thể khống chế bọn họ không để cho bọn họ chạy trốn. Xong rồi, bên phía khu C còn kết nối với bên này, căn bản không kịp nổ tung. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía khu C, vẻ mặt tuyệt vọng. Một số người càng là hai chân mềm nhũng, mặt không có huyết sắc ngã ngồi trên mặt đất. ầm ầm. Toàn bộ căn cứ tinh vòng liên bang mãnh liệt sốc nảy một chút. Xúc tu của quái vật kia ầm ầm rơi xuống, quấn quanh vị trí khu C không một một vòng nó cũng không có trực tiếp phá hủy căn cứ mà thông qua kết nối giữa căn cứ kéo toàn bộ căn cứ tinh vòng liên bang xuống phía dưới trong lúc nhất thời căn cứ chấn động nghiêng nhanh về phía dưới thang máy vũ trụ chống đỡ cũng liên tiếp bị đứt rồi sụp đổ xuống mặt đất chênh lệch thật sự quá lớn mới chỉ là một xúc tu trong đó mà đã làm cho bọn họ hoàn toàn không có lực đánh trả thì bọn họ lấy cái gì để phản kháng dần dần ngay cả những người lãnh đạo cũng yên lặng nhắm mắt lại cảm nhận thân thể nghiêng nghiêng chậm rãi rơi xuống cùng căn cứ tinh vòng liên bang. Quả nhiên, cho dù nỗ lực như thế nào thì họ không bao giờ có thể thoát khỏi hành tinh này. Hiện tại từ bỏ còn quá sớm. Không ngờ, lúc này một tiếng gầm gừ nổ tung trên sóng phát thanh của các khu vực. Hiện tại từ bỏ các ngươi có xứng đáng với những người đã chết không? Hiện tại buông tha, các ngươi không xứng đáng với nỗ lực trong khoảng thời gian này sao? Dù sao cũng phải chết không liều một phen làm sao biết không có cơ hội âm thanh đinh tai nhất ốc giống như một thanh trọng chùa y hung hăng đánh mạnh vào trong lòng tất cả mọi người làm cho bọn họ thoáng cái bừng tỉnh lại nhìn căn cứ đang rơi xuống và nhà cửa nhưng đã sớm nghiền nát không biết vì sao hốc mắt bọn họ dần dần trở nên ẩm ướt phải họ đã nỗ lực rất nhiều chẳng qua là muốn có nhà cửa có thể an ổn cuộc sống mà thôi hiện giờ mắt thấy hy vọng cuối cùng sắp tan vỡ có ai có thể làm như không thấy, chỉ cảm giác một luồng không cam lòng mãnh liệt dâng lên trong lòng, giống như say sưa xông thẳng vào óc. Mẹ kiếp. Chết thì chết thôi. Cuối cùng có một người đàn ông nước mắt lưng tròng đứng ra, ông thuốc nổ chạy về phía thang máy vũ trụ. Khí thế dứt khoát kia đã nhanh chóng lây nhiễm những người khác, nhao nhao từ trên mặt đất đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ngay cả người già và trẻ em trong góc cũng dìu nhau đến hỗ trợ vận chuyển vật tư mọi người liếc nhau nặng nề gật đầu xông lên con mẹ nó lão tử cũng không tin chỉ là quái vật có thể ngăn cản được nhiều người như chúng ta tương lai của nhân loại không thể bị cắt đứt ở đây được trong tiếng gầm giận dữ tràn ngập bất khuất tất cả mọi người đang trì trệ lại động đậy liều mạng chạy tới hỗ trợ các nơi trong căn cứ các lãnh đạo tụ tập với nhau cũng nghe ra âm thanh vừa rồi là của lâm dạ trong lòng vừa kích động vừa hổ thẹn nếu không phải lâm dạ mắng cho bọn họ tỉnh lại chỉ sợ bọn họ cứ như vậy hoàn toàn từ bỏ đi tia hy vọng cuối cùng này thân là lãnh đạo bọn họ dù sao vẫn không phục lâm dạ nhưng lần này là thua tâm phục khẩu phục đi thôi chúng ta cũng không thể nhàn rỗi mấy người nói một câu cũng không nói nhảm nữa tiếp tục chỉ huy công việc các nơi trong căn cứ làm phản kháng cuối cùng cuối cùng với những nỗ lực của tất cả mọi người Tất cả các thang máy không gian đã bị phá vỡ. Trong một mảnh chấn động kịch liệt, căn cứ tinh vòng liên bang đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tinh cầu, mang theo xúc tu kia nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Nhưng bây giờ, tất cả công dân liên bang đều đang tập trung lực chú ý, ngẩng đầu nhìn con số đếm ngược hiển thị trên màn ảnh rộng. 5 4 3 2 1. Động cơ đẩy khởi động. Ầm ầm thiết bị đẩy trong tất cả các khu vực đồng thời bắn ra, mang theo căn cứ tinh vòng liên bang bay ra ngoài không gian. Căn cứ khu C vốn đã sắp áp sát mặt đất cũng dừng rơi xuống, hai bên dằn co giữa không trung. Trong lòng mọi người nhéo một phen mồ hôi, tất cả đều nắm chặt hai tay thân thể căng thẳng, cắt gao nhìn chầm chầm hướng đi của căn cứ tinh vòng liên bang. Dường như cảm nhận được phản kháng của bọn họ, lúc này quái vật kia đều phát ra một tiếng trống giận khủng bố, nửa cái đầu rốt cục hoàn toàn lao ra khỏi mặt đất xúc tu còn lại chậm rãi tụ lại phạm vi rộng gần như bao bọc toàn bộ căn cứ tinh vòng liên bang vào bên trong giống như bạch tuột nuốt chửng con mồi bao phủ căn cứ tinh vòng liên bang chưa đủ tăng thêm năng lượng khởi động quá tải xông lên cho ta xông lên khoảnh khắc này các công dân liên bang không thể kiềm chế được nữa hô to lên âm thanh ngưng tụ trên tinh cầu thành một luồng lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, làm cho toàn bộ tinh cầu đều chấn động kịch liệt theo. Thậm chí trong hệ mặt trời cũng có thể nhìn thấy một cơn gợn sóng mở ra. Đó là tiếng la hét của họ. Sự phẫn nộ xuất phát ra từ linh hồn của bọn họ. Tích góp được mấy tỷ năm và vô số phẫn nộ tiêu diệt văn minh. Giống như là vì đáp lại phần phẫn nộ này của bọn họ, lúc này, khu C01 bị cuốn lấy bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Nguyên bản nối giữa khu A với khu B lại bị cứng rắn cắt đứt, mang theo nửa khu C và nửa khu D rời khỏi căn cứ tinh vòng liên bang, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Các vị, chúng ta chỉ có thể làm được đến đây thôi, kế tiếp sẽ giao cho các ngươi. Trong chương trình phát thanh của căn cứ, truyền đến một tiếng cười to từ khu C, theo nửa căn cứ kia đụng phải bầu khí quyển rơi về phía tinh cầu là đội phá vòng vây bên kia khu C. Bọn họ lại có thể hy sinh chính mình cắt đứt liên lạc giữa khu C và căn cứ. Mọi người phản ứng lại, nước mắt rốt cuộc không khống chế được từ hốc mắt tràn ra. Nhưng lập tức bọn họ lại cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn về cùng một phương hướng, mảnh hư không thâm sâu mà tối tăm kia. Sông cho ta. Sông lên. Trong tiếng gầm giận dữ vang trời, thiết bị đẩy của căn cứ tinh vòng liên bang rốt cục kích nổ đến cực hạn bắn ra một mảnh hỏa diễm nóng rực, kéo ra một cái đuôi thật dài trong không gian. Đó là ánh sáng của hy vọng, nhưng cũng là ngọn lửa của nền văn minh. Tất cả lực lượng vào giờ khắc này hội tụ một chỗ, hóa thành lực lượng không gì sánh kịp đụng phải xúc tu, phá vỡ cái lồng giam đã giam bọn họ mười mấy triệu năm và gông xiền vạn trọng bị trói chặt trên người bọn họ. Thoát khỏi lực hấp dẫn trong tiếng gầm phẫn nộ của quái vật tinh cầu, tiến về phía tinh hải tượng trưng cho sự tái sinh, mở ra con đường tiến hóa thuộc về họ. Trong phút chốc, tất cả các công dân liên bang ở đây đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, hoảng hốt nhìn quái vật tinh cầu càng ngày càng xa phía sau. Không có tiếng reo hò kinh thiên động địa, cũng không có cười to như điên. Chỉ là sự im lặng vô biên và sự im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, mọi người mới thu hồi ánh mắt, đã nước mắt lưng tròng nhìn nhau cũng nhìn không rõ hình ảnh trước mắt. Phải, họ đã trả giá quá nhiều cho ngày này. Lúc muốn cười lại phát hiện cười lên đã khóc, trong nháy mắt trong căn cứ tiếng khóc vang lên một mảnh, khóc đến tê tâm liệt phế, lại khóc đến vui sướng đầm đìa. Bên trong trung tâm điều khiển, Lâm Dạ tựa lưng ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tinh Hải, thật lâu không nói gì. Trong đôi mắt thâm thúy phản chiếu một bầu trời đầy sao rực rỡ, đó là cảnh đẹp mà hắn chưa từng thấy qua nhưng bây giờ, vẻ đẹp này đã trở thành món quà tốt nhất của họ. Căn cứ tinh vòng liên bang cũng mang theo phần lễ vật này, dần dần đi về phương xa. Nó cũng đại diện cho sự khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, lịch vòng sao đã đến 160 năm. Trải qua 10 năm tu sinh dưỡng tức, toàn bộ liên bang tinh hoàng đã dần dần đi vào quỹ đạo và bắt đầu xây dựng văn minh tinh hệ của mình. Cũng trong một năm này, bọn họ rốt cục chính thức bước vào kỷ nguyên tinh hệ. Nhanh lên, nghe nói thủ lĩnh liên bang sắp lên đài phát biểu, nhanh chóng đi qua chiếm một vị trí. Chờ ta, các ngươi đừng chạy quá nhanh. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp. Từng tiếng hô dồn dập vang lên trên đường phố khu A01, một đám thiếu niên mới lớn điều khiển người máy nhanh chóng chạy về phía trung tâm quảng trường. Trên mặt bọn họ tràn đầy kích động và chờ mong, nhất là khi nhắc tới thủ lĩnh liên bang thì càng lộ ra vẻ mặt sùng bái. Ta nghe cha ta nói, lúc trước thủ lĩnh đã điều khiển một người máy 100% lao ra khỏi căn cứ, chỉ một người đã đánh một con trùng mẫu vũ trụ muốn công kích liên bang bỏ chạy. Tiểu mập mạp chạy ở phía trước nói trong máy thông tin. 100% Một người đánh với trùng mẫu. Thật sự là quá mạnh mẽ đi. Trong mắt những thiếu niên khác tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Phải biết rằng bọn họ vừa mới thức tỉnh ghen, ngay cả trùng mẫu vũ trụ cấp thấp nhất cũng không đối phó được, trùng mẫu sinh ra mấy chục triệu trùng con, quả thực không dám tưởng tượng. Mập mạp, ta nghe nói hiện tại cha ngươi đang làm đội trưởng an ninh ở bên hội đồng quản trị, ngươi xem có thể nhờ ông ấy giúp ta xin chữ ký của thủ lĩnh không?" Một thiếu niên khác đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả thiếu niên đều rơi vào trên người Tiểu Mập Mạp, nóng lòng muốn thử. "Đương nhiên có thể." Tiểu Mập Mạp kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đoạn thời gian trước cha ta bởi vì làm tốt công việc thủ vệ nên còn được thủ lĩnh khen ngợi chờ có cơ hội ta sẽ trở về nhờ ông ấy đi xin chữ ký có thể giúp ta xin một chữ không hiện tại thủ lĩnh chính là thần tượng của tất cả phi công nếu có thể có chữ ký của ngài ấy thì mấy người trong trường tuyệt đối sẽ hâm mộ chết hắc hắc không thành vấn đề cứ để ta lo tiểu mập mạp vỗ vỗ ngực đồng ý sau đó mấy người lại tăng tốc độ xuyên qua đường phố rốt cục đến trung tâm quảng trường hội nhập vào trong đám người phía bên kia bên trong quảng trường là một tòa nhà rộng lớn từng bóng dáng vội vàng chạy đi khắp nơi đang chuẩn bị cho bài phát biểu tiếp theo lên sân khấu lượng lớn vũ trang đóng quân ở khắp nơi trong tòa nhà thậm chí ngay cả trên bầu trời đều trải rộng người máy tạo thành từng đạo phòng tuyến nghiêm mật các ngươi phải nghe kỹ hôm nay là ngày thủ lĩnh phát biểu phải có tinh thần lên cho ta một con ruồi cũng không được lọt vào Vâng. Bên ngoài đại sảnh trung tâm tòa nhà, các đội trưởng đội an ninh đứng trước mặt đội ngũ, sớm đã thành hai hàng chờ ở ngoài cửa, một bộ dáng nghiêm trận chờ đợi. Mà trong đại sảnh, hai tay lâm dạ mở ra, đứng trước gương, thẩm ngưng ngọc ở bên cạnh hỗ trợ sửa sang lại quần áo. Hắn hơn 30 tuổi, so với lúc trước càng tăng thêm vài phần chững chạc. Giữa hai hàng lông mày tản mát uy nghiêm làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm áp bách, giống như một con hùng sư đang ngủ say. Được rồi, chỉ là nói đơn giản vài câu mà thôi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì, không cần làm long trọng như vậy. Lâm dạ kéo cà vạt, thấp giọng nói. Bên ngoài có nhiều người nhìn như vậy, sao lại không quan trọng? Thẩm ngưng ngọc liếc hắn một cái, tiếp tục giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Lâm dạ mỉm cười. Nàng có tâm tư này sao lại dạy dỗ hai tiểu tử thúi trong nhà đi? Ta cũng không dạy được bọn chúng, còn phải để người cha như ngươi ra tay mới được thẩm ngưng ngọc túng cà vạt hung hăng kéo một cái thiếu chút nữa siết cổ lâm dạ nghẹt thở thế nào chúng nó lại làm nàng tức giận nữa à có thể không tức giận à nói cái gì sau này sẽ trở nên lợi hại như ngươi mới vừa thi chứng chỉ phi công mà thôi thế nhưng đã lén ta cùng bộ đội chạy ra ngoài tiêu diệt quái vật không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm hay sao lại chạy ra ngoài à lâm dạ nhướng mày đúng vậy Chờ lần này trở về nhất định phải nói chuyện chúng nó một chút Chỉ có lời của ngươi chúng nó mới nghe Được rồi Ta trước tiên bảo triệu mảnh hỗ trợ chăm sóc chúng nó nhiều hơn Chờ sau khi trở về lại tìm chúng nó tính sổ Hai tiểu tử thúi kia Từ khi sinh ra đã không làm cho người ta bớt lo lắng Vừa qua 10 tuổi đã học người khác chạy ra chiến trường ngoài không gian Đây không phải là cố ý gây thêm phiền toái cho các thúc thúc bá bá à Đúng rồi, Đêm nay kỷ niệm 12 năm ngày cưới của lão đa và dì Mai Họ gọi chúng ta tối nay đi qua ăn một bữa cơm Nếu ngươi có rảnh thì đi cùng đi Thẩm Ngưng Ngọc nói tiếp Nhanh như vậy đã kỷ niệm 12 năm rồi à Lâm dạ ngẩng đầu vẻ mặt có chút hoảng hốt Từng cảnh từng cảnh từng ngày qua hiện lên trong đầu Giống như vừa mới xảy ra không bao lâu Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, thật nhanh Thẩm Ngưng Ngọc thấp giọng nỉ non Trong lòng cảm thán không thôi một lúc lâu sau hai người mới phục hồi lại tinh thần và nhìn nhau cười đi thôi tất cả mọi người đang chờ cũng đã đến lúc mở ra kỷ nguyên mới rồi nói xong hai người cùng khoác tay nhau đi ra bên ngoài cánh cửa mở ra là một con đường thẳng dẫn đến ánh sáng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha